Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử là Phong đây. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau review về một cái dự án tên là Green Bitcoin, Bitcoin xanh nha anh chị, với mã viết tắt là GBTC. Và đối với thời điểm hiện tại thì họ cũng đang mở bán nha anh chị nha. Còn 4 ngày nữa thì họ sẽ bắt đầu là kết thúc cái vòng mở bán với cái mức giá là 0.492. Và hiện tại thì họ đã drive vốn lên được là 1.090.000 đô. Và cái target của họ là 1.244.000 đô. Thì đối với dự án này là một video được tài trợ, cho nên là anh chị hãy xem xét và đầu tư theo quyết định cá nhân của mình nha anh chị nha. Còn em sẽ chia sẻ những cái góc nhìn về cái dự án này để anh chị có thêm những cái thông tin và hiểu hơn về dự án GBTC này. Thì đây là một dự án với cái tính chất là staking nhận thưởng. Và cũng như ở trong cái vấn đề staking này thì nó cũng sẽ có những cái trò chơi để anh chị có thể là kiếm ra thêm những cái phần lợi nhuận thông qua cái quá trình anh chị staking nha. Thì tí nữa chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái quá trình staking như thế nào. Thì đối với thời điểm hiện tại thì anh chị thấy rằng là cái lượng đã được staking ở trên dự án GBTC này là con số lên đến 2.162.956 cái đồng token GBTC nha anh chị. Và đối với cái đồng token GBTC này á, thì nó đang được chạy ở trên mạng lưới của Ethereum, một cái mạng lưới hầu như là hiện giờ có rất là nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau nó mọc ở trên Ethereum. Thì anh chị biết được rằng là những cái dự án như là Bitcoin thông thường á, thì nó sẽ phải mining và nó sẽ tốn rất là nhiều những cái phần năng lượng. Thì ở đây họ cũng có những cái góc nhìn chia sẻ khá là rõ ở đây nha anh chị nha. Thì chúng ta có như là Bitcoin nè, anh chị thấy rằng là bằng chứng công việc có nghĩa là anh chị phải như là mining, anh chị phải đào ra, anh chị phải tốn điện ha, rất là nhiều thứ khác nhau. Và cũng như là phần thưởng thì nó cũng sẽ không có phần thưởng thêm khi mà anh chị nắm giữ đồng Bitcoin này ha anh chị. Đó, và cũng như là những cái khác nữa như là tiền mặt Bitcoin thì anh chị thấy rằng là nó cũng tốn những cái để anh chị đào, hay là Bitcoin SV thì anh chị thấy rằng là cũng phải tốn mấy đào, và cái giá trị lưu trữ của nó sẽ không có ha, không có cái phần thưởng giống như là cái Bitcoin xanh là Green Bitcoin đối với dự án này anh chị. Thì đối với cái dự án này á, thì anh chị thấy rằng là chúng ta sẽ cần phải Proof of Stake ha, thì nó sẽ chạy theo cái bằng chứng cổ phần, và cũng như là cái thời gian nó chỉ cần tốn là 34 giờ thôi, anh chị không cần phải tốn điện, anh chị không cần phải mua máy đào vân vân ha anh chị ha. Đó, thì anh chị vẫn có thể là tham gia thêm vào những cái phần thưởng để nhận được những cái trò chơi ha, nó có tính là trò chơi hóa. Thì ở đây em sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề staking và cũng như là cái trò chơi nó diễn ra như thế nào. Thì anh chị có thể là xem qua cái white paper của nó nha anh chị nhé. Thì khi anh chị mua cái đồng Green Bitcoin á, thì anh chị sẽ mang đi staking. Thì đầu tiên anh chị sẽ mang đi staking, và cứ mỗi 24 giờ mỗi ngày mới ha, thì nó sẽ có một cái vòng chơi mới, nó sẽ có một cái vòng chơi mới, và anh chị có thể là staking vào và cũng như là dự đoán rằng là cái mức giá tiếp theo nó sẽ như thế nào. Ví dụ nó tăng lên bao nhiêu anh chị có thể là dự đoán đó, và gần đúng với kết quả hay là đúng với kết quả thì anh chị sẽ nhận được thưởng. Và cứ sau mỗi 24 giờ nếu như anh chị dự đoán đúng thì anh chị có thể là nhận được cái phần quà ha, anh chị có thể claim được cái phần quà. Và đối với cái tính năng này á, thì em thấy rằng là nó sẽ kích thích cái sự hoạt động của cộng đồng nó nhiều hơn, và cũng như là anh chị có thể là nghiên cứu về thị trường nó sâu hơn, về Bitcoin nó sâu hơn rất là nhiều, thay vì là anh chị mua Bitcoin thông thường và anh chị chỉ nắm giữ và anh chị không có xem xét về thị trường nhiều, anh chị không có thêm những cái phần thưởng. Thì đây là một cái yếu tố mà em thấy rằng là nó mang tính kết nối, mang tính cộng đồng, và cũng như là nó có những cái giá trị lợi nhuận ha, những cái phần thưởng rất là tốt để cho anh chị em nào nắm giữ nó ở trong lâu dài, thì nó cũng có thêm cái động lực nhiều hơn nha anh chị. Và cũng như là khi cộng đồng họ tiếp cận đến và họ quan tâm đến nhiều, họ staking nhiều, thì ở trong tương lai dài thì cái mức giá của nó cũng sẽ được ok hơn. Thì ở trên thị trường hiện tại cũng có rất là nhiều những cái dự án có thể là mang đi staking được nha anh chị. Thì đối với dự án này thì họ sẽ chia nhỏ ra, có nghĩa là nó không ảnh hưởng quá nhiều. Ví dụ như anh chị mua nhiều hay mua ít thì nó cũng sẽ có thể là cân bằng được cho anh chị với cái vấn đề là phần thưởng khi anh chị staking. Thì ở trên thị trường anh chị thấy rằng là cũng có rất là nhiều dự án mở ra với cái Proof of Stake anh chị. Nhưng mà cái Proof of Stake của họ nó sẽ theo cái khuynh hướng là nếu anh chị mua nhiều, anh chị stake nhiều thì anh chị sẽ được những phần thưởng lớn. Còn ở đây thì họ sẽ cân bằng lại cái vấn đề này cho những anh chị em nào, ví dụ như là vốn ít đi, anh chị mua ít nhưng mà anh chị staking theo những cái mốc thời gian khác nhau thì nó sẽ có những cái lợi ích khác nhau. Ví dụ như anh chị nào mà mua nhiều, anh chị staking kiểu theo ngày á, thì nó sẽ khác ha. Thì anh chị vẫn có thể là tham gia đặt cược được này, anh chị vẫn có thể là nhận được những cái phần thưởng theo ngày. Nhưng mà nếu anh chị staking theo tuần á, thì cái con số nhận được thưởng của anh chị á, nó sẽ tăng lên là 5% ha anh chị ha. Và cũng như là ở một tháng, theo hàng tháng anh chị, thì anh chị sẽ nhận được 10% bonus nữa. Có nghĩa là nó sẽ giúp cho anh chị, những anh chị vốn ít á, nó sẽ có thêm cái cơ hội về lợi nhuận, và cũng như là nó sẽ cân bằng lại với những anh em là nhiều tiền.
À, thật sự là như vậy anh chị ha. Những dự án trên thị trường bây giờ thì càng nhiều tiền stack càng nhiều thì anh chị sẽ càng được nhiều cái khoản lợi nhuận ở trong cái vấn đề stacking. Và nhưng mà nếu với cái cơ chế này thì kể cả là những người ít tiền hơn hay là những người trung bình đó, thì họ vẫn có thể là sinh ra thêm những cái phần lợi nhuận với những cái phần bonus theo những cái mốc thời gian anh chị stack. Và đối với 6 tháng thì con số này sẽ tăng lên đến là 15%. Thì đây là một cái chiến lược sẽ giúp cho một cái phần nào đó công bằng hơn dành cho những anh em nào đóng góp vào mạng và mang đi stacking ha anh chị. Như là khi anh chị mua cái đồng GBTC này anh chị mang đi stake ha, và anh chị dự đoán giá hàng ngày đó, và trong cái quá trình anh chị dự đoán giá thì được cộng thêm bonus và anh chị có thể là mang ra anh chị claim hàng ngày anh chị ha. Và những cái mức bonus này anh chị cũng lưu ý rằng là nó sẽ được cộng dồn thêm vào hàng ngày chứ không phải là cứ một tháng nó mới cộng dồn hay là 6 tháng nó mới cộng dồn, mà nó sẽ cộng dồn hàng ngày luôn để anh chị có thể claim được sau 24 giờ mỗi khi anh chị dự đoán những cái mức giá nha anh chị nhé. Và ở thời điểm hiện tại mặc dù là cái dự án này nó chưa ra được cái gọi như là cái hệ thống staking dự đoán giá, nhưng mà anh chị có thể là mua resale ha, họ đang bán resale ở trên trang web này thì anh chị có thể là xem xét và đầu tư theo quyết định của mình, và anh chị có thể là mang đi staking được. Đây họ đã có cái mục đặt cược ở đây để anh chị có thể là mang đi staking trước khi mà cái dự án này nó ra mắt token luôn nha anh chị nhé. Đó thì anh chị vẫn có thể là kiếm thưởng được ngay tại thời điểm ban đầu khi anh chị đã mua vòng resale. Thì đó là những cái thông tin liên quan đến cái vấn đề là staking và cũng như là đặt cược như thế nào để anh chị có thể là gia tăng thêm những cái phần thưởng trong cái quá trình mà anh chị tham gia vào dự án này. Tiếp đến là chúng ta hãy xem đến cái tokenomics của nó nha anh chị nhé. Với tokenomics của nó resale đang là 40%, thì 40% resale này họ đang mở bán ở ngay tại thời điểm này. Anh chị có thể là vào trang web của nó thì tất cả những cái thông tin về dự án này thì em sẽ để dưới cái phần mô tả của video này nha anh chị nhé. Rồi tiếp đến là phần đặt cược thì nó sẽ chiếm đến là 27,5%, thì nó sẽ là một cái khoản dùng để phân bổ cho những người tham gia đặt cược từ sớm. Có nghĩa là anh chị đặt cược từ cái vòng resale, anh chị resale staking là ở thời điểm này mà anh chị mua và anh chị đặt cược thì anh chị sẽ nhận được cái khoản ở trong cái khoản này trước tiên ha. Đó là nó sẽ chích dần ra, và cũng như là đến khi mà nó ra cái cơ chế như lúc nãy chúng ta nói với nhau á, là cái cơ chế staking dự đoán giá vân vân thì nó cũng sẽ chiếm ở trong cái phần 27,5% này để chích thưởng ra cho những người chơi tham gia nha anh chị. Rồi tiếp đến là phần marketing, phần tiếp thị là họ sẽ chiếm 17,5%. Rồi tiếp đến nữa là thanh khoản là 10%, thì họ cũng nói rằng là họ sẽ listing lên những cái sàn giao dịch tập trung và cũng như là phi tập trung, cash và desk nha anh chị nhé. Rồi tiếp đến là phần thưởng cộng đồng là airdrop đó anh chị. Thì trong cái thời gian tới khi mà dự án này ra mắt thì họ cũng sẽ có những cái chương trình airdrop để có thể là kích thích thêm cộng đồng, kết nối thêm cộng đồng để mọi người tham gia, và cũng như cái cộng đồng của họ càng bự thì cái lượng staking nó cũng sẽ càng lớn và cũng như là cái giá trị của dự án này nó sẽ càng được giữ lâu hơn và bền hơn nha anh chị nhé. Thì đây là những cái thông tin liên quan đến là tokenomics, và tiếp đến là chúng ta hãy xem qua về cái roadmap, cái lộ trình, cái dream map của nó ha, cái map xanh của nó thì như thế nào. Bước 1 ra mắt resale là chúng ta đang nằm ở cái bước này nha anh chị nha. Chúng ta đang nằm ở bước 1 này nè, là họ đang bán ở thời điểm này, chúng ta đã nói khá là nhiều về nó từ đầu video đến giờ rồi đúng không ạ. Bước 2 là đặt cược và dự đoán đi vào hoạt động. Hiện tại thì chúng ta đang ở trong 1/2 của cái bước 2 thôi anh chị. Có nghĩa là hiện tại chúng ta đã bắt đầu resale staking được, anh chị mua ở bước 1, anh chị mang đi staking được rồi, và trong thời gian tới thì nó sẽ kết hợp cả anh chị staking và cũng như là dự đoán giá để nhận được những cái phần thưởng. Tiếp đến là bước 3 là họ sẽ bắt đầu phát hành cái token. Có nghĩa là khi họ đã có cái sản phẩm xong thì họ mới bắt đầu ra mắt cái đồng token này, và họ cũng đã ghi lên đây là GBTC sẽ đổ bộ lên những cái sàn Ethereum DEX. Nghĩa là họ sẽ list lên những cái sàn DEX sớm nhất anh chị ha, để anh chị có thể là mua bán, anh chị có thể là trao đổi được ở trên mạng lưới của Ethereum. Thì nó có rất là nhiều sàn giao dịch khác nhau như Uniswap vân vân, thì thời gian tới khi họ listing ở đâu thì họ sẽ thông báo với anh chị. Anh chị có thể là follow họ ở trên Telegram hay là Twitter ở đây cũng được nha, họ sẽ có một cái trang Twitter ở đây để anh chị có thể là vào đây anh chị xem xét những cái thông tin họ cập nhật như thế nào ha, và anh chị follow theo đó, nó cũng khá là ok đó. Rồi bước 4 là kiếm phần thưởng xây dựng cộng đồng đó, thì đây là cái bước cuối cùng của dạng này, với những cái sản phẩm được dần hoàn chỉnh và cũng như là những cái lượt đấu giá nó sẽ kết nối cộng đồng như chúng ta đã nói với nhau từ nãy đến giờ anh chị ha. Thì khi mà anh chị đặt cược, anh chị đã có phần thưởng rồi, và cũng như là anh chị tham gia vào cái trò chơi dự đoán giá hàng tuần nữa, và anh chị cũng có thể là có thêm những cái phần quà nó ok hơn nữa nha anh chị nha. Thì đây là về cái lộ trình của nó và cũng như là tokenomics của nó. Thì từ nãy đến giờ em cũng đã chia sẻ cho anh chị về những cái góc nhìn từ những cái liên quan đến việc là nó tối ưu như thế nào khi nó mọc lên và nó xây dựng ở trên mạng lưới của Ethereum so với những cái đồng coin khác như là Bitcoin hay là Bitcoin SV vân vân. Nó đều có những cái mặt nó tốt hơn, nó hiện đại hơn thông qua cái bằng chứng cổ phần nha anh chị. Rồi tiếp đến là về những cái liên quan đến staking theo thời gian để anh chị có thể là gia tăng cái phần thưởng của mình ở trong cái quá trình anh chị staking nữa. Thì tất cả những cái thông tin này là những thông tin em muốn review và cũng như
như là đưa đến cho anh chị những cái thông tin về dự án Green Bitcoin GBTC nha anh chị nhé. Và nếu như anh chị thấy những cái dự án này nó hay và nó hợp với anh chị thì anh chị có thể là xem xét để vào cái trang web của họ, xem và tham khảo về những cái thông tin của họ một lần nữa trước khi đưa ra quyết định đầu tư của chính bản thân mình nha anh chị nha. Và anh chị lưu ý rằng là không được xem những cái nội dung của tụi em là lời khuyên đầu tư. Đây là một video review và được tài trợ nha anh chị. Anh chị hãy lưu ý là như vậy, và cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết nội dung của video ngày hôm nay, và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.